Thì anh sẽ là cái thúng. Nếu em ăn bún thì anh ăn mì. Nếu em là cọng dây chì thì anh sẽ là cọng kẽm. Nếu em ăn cá chẽm thì anh sẽ là lõ tương. Nếu em là cục xương thì anh là con chó. Trời trời sao ngu trời. Sao tự nhiên mình ví mình là chó hả ta? Khổ ghê vậy đó. Yêu người ta biết bao lâu mà không chịu nói rõ ràng cho người ta biết vậy trơn trời à. Bữa nay quyết định gặp mặt để nói rõ ràng cho người ta biết luôn á. Ủa nói gì vậy? Anh đâu nói gì đâu. Ủa vậy chứ anh hẹn em ra đây chi? Thì anh có nhiều chuyện anh muốn nói với em á. Ừ vậy anh nói đi. Giờ anh nói hen. Mặc đồ mới ha. Dạ. Ham rẻ hơn mua đồ chi đa mặc thấy gớm. Dạ. Tại sao anh vô duyên quá vậy? Anh không có gì nói với tôi thôi, tôi đi về á nghe. Em ơi em, nói nhưng mà phải có nhạc anh mới nói được. Chờ anh chút nha. Trời ơi. Nhạc. Kim Phụng ơi, từ bấy lâu nay anh có nhiều điều muốn nói với em. Nhưng trước khi nghe anh nói, em hãy nghe lời bài hát này để em hiểu được lòng của anh. Lòng mẹ ba. Đó, em có nghe chưa? Em là mẹ anh. Mẹ. Trời ơi trời, lộn rồi trời. Lộn gì vậy? Lộn nhạc rồi. Trời ơi, tối ngày anh cứ giỡn không à. Anh đâu có giỡn đâu. Thôi đi. Đi đâu? Đi về nhà em. Trời ơi, ba má em biết mặt anh rồi. Còn biểu gì con mắt chi? Đâu phải ba má em. Chứ ai? Bạn trai em á. Bạn. Ủa làm gì anh ngạc nhiên vậy? Bạn trai của em á ở trên Sài Gòn mới về á. Cái người mà em hay kể với anh đó nhớ không? Thôi, Phụng về đi Phụng ơi. Ủa sao vậy? Bữa nay anh mắc hẹn với mấy người bạn đi chơi đánh gôn nè. Ủa là sao vậy? Rồi mấy cái môn thể thao đó của người quý tộc á em biết đâu. Không phải đâu. Phụng ơi. Phụng ơi, Phụng ơi. Ý bạn, bạn em á sao biết đường ra đây vậy ta? Ủa, ai đây? Anh Dũng bạn em á. Người em hay kể với anh đó hả? Dạ. Chào anh. Tôi nghe Phụng kể rất nhiều với anh. Dạ. Nghe nói tính tình anh thật tình lắm đúng không? Dạ. Mà tôi còn nghe là Phụng kể là anh là người mà ca giọng cổ mà hay nhất cái làng này đúng không? Trời ơi, ở dưới quê buồn buồn ra ruộng ca nghêu ngao chơi anh ơi. Ca thử một câu tôi nghe coi. Ca thử anh nghe. Ừ. Rồi. Giờ anh đếm đi đặng tôi lấy chớn tôi vô. Đếm đi ha. Dạ. Rồi đếm ha. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anh làm tôi sặc luôn. Đếm 1, 2, 3 thôi. Đâu phải mình quýnh tiếng lên đâu, đó 4, 5, 6, 7. Xin lỗi. Dạ. Đếm. 1, 2, 3. Cả đi. Sao anh đếm lẻ vậy? Khó dữ vậy sao? Em biết không đếm không? Để em đếm cho. Đếm giống như mấy lần trước mà không ai đếm cho anh ca đó. Rồi em đếm nha. Nhớ nói chữ vô nha. Rồi biết rồi. Ca cho ngọt nha. Rồi. 1, 2,
lạc vào ảo mộng. Nhưng đà lờ chót yêu ai, đà lờ chót yêu ai, yêu người con gái gồm một triệu đồng. Tôi nghe lòng mình tê tái khi bước vào hiệu ca bài ca thương nhớ. Tôi yêu cô gái thanh xuân mà đã từ lâu ôm ấp trong lòng. Hay hay quá trời hay luôn. Đúng là lời đồn không sai chút nào hết. Đám cưới tôi với Phụng, anh qua ca cho tôi nghe mấy câu vòng cổ nghe chưa? Rồi, đám cưới anh là tôi chơi sáng đêm luôn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ủa mà anh với Phụng cưới nhau? Đúng rồi. Trời ơi, hai người cưới nhau đẻ con mà không đẹp rồi chặt cái đầu tôi. Cảm ơn. Anh Nam. Gì em? Anh nói tầm bậy nha. Anh nói gì tầm bậy? Anh nói anh yêu em hồi nào đó mà rồi cưới em. Ngày hôm nay anh nói nè. Anh ở trên Sài Gòn xuống đây trước tiên là thăm em. Chứ là một điều nữa là từ ngày anh quen biết được với em, tự nhiên anh thấy anh thương hai bác bên nhà nhiều lắm. Dạ. Nên anh nghĩ chắc ba mẹ của em sống không có lâu đâu. Dạ. Cái gì vậy? Đây. Anh có cái này tặng em. Nhẫn. Nhẫn đính hôn. Đồng ý làm vợ anh nha Phụng. Nói đi em. Dạ. Một vòng tròn vừa trao, họ hẹn đời với nhau. Lòng chất nhóm ta đã có mình trao. Chưa bao ngày xưa, những đầu đời, cả hai nguyện sẽ mãi mãi không rời xa. Một vòng tròn vừa dần nhặt lên trên đời. Nó vẫn bám rồi. Bàn tay rồi ta mơ. Bạn của Phụng. Đời còn tay trắng. Tay mình nắm bàn tay. Và rồi nghe hôm nở môi nàng môi thắm hồng. Mái tóc dài xóa trên đôi vai. Không được đâu. Khi Phụng, em nhớ lại đi. Mỗi lần em đi lên Sài Gòn ở dưới này, ai lo cho ba má em? Rồi mỗi lần em đi về quê á, bắt nhỏ dẫn đi uống nước, ăn chè, uống nước, ăn chè, trả tiền muốn chết nhỏ luôn à. Em nhớ lại đi. Em thiếu anh 10.000 Tết năm ngoái hay năm nay chưa trả, anh có dám đòi không? Em biết là anh thương em nhiều lắm không Phụng? Ông nhận gì? Ông muốn chơi ông? Tôi chơi khô máu với ông luôn á. Tôi lên cơn đau tim rồi chết tại chỗ không rồi. Phụng ơi. Dạ. Đến ngày hôm nay anh mới hiểu thế nào là cái mỏ ăn cá la hán. Bạn em chích ngừa chứ vậy em? Không sao đâu anh. Anh Dũng, anh nói anh thương em hả? Anh nói anh thương em, tại sao từ hồi đó thì anh không chịu nói? Để cho đến ngày hôm nay, có người đòi cầu hôn em thì anh lại ra sức ngăn cản. Em nói cho anh biết, em là anh là chuyện của em. Nhưng mà em không được quyền lấy ông đó. Không có nào hết trơn á. Cái này là bạn của em. Em nhờ người ta làm vậy để coi anh phản ứng như thế nào. Nhưng mà em không ngờ anh hung dữ như vậy. Rồi mới muốn anh lấy em về. Rồi anh ăn hiếp em hả? Trên đời tôi chưa thấy người đàn ông nào như anh. Anh có biết là Phụng thương anh như thế nào không? Phụng thương anh, Phụng mới nhờ tôi làm điều đó. Mà công nhận tôi cũng rảnh thiệt. Còn anh, anh đi chơi với bạn gái thiếu anh 10.000 anh cũng tội. Đối với anh 10.000 nhiều vậy đó hả? 10.000 có thể đánh đổi cả một tình yêu của mình hả? Phụng mượn tôi 300 đô tôi mới dám kể cho ai nghe không? Gần một năm rồi không thấy đưa lại nữa. Thiếu nợ mà da như quỷ vậy. Gì? Em mượn tiền anh hồi nào? Nói cái gì? Em mượn tiền anh hồi nào? Giả bộ. Ông có biết ông làm như vậy người ta gọi mình là những người đàn ông hèn không? Bước qua nói liền.
Nói gì anh? Toilet kiss. Là sao? Toilet là cầu, kiss là hôn. Toilet kiss là cầu hôn. Cầu hôn nói sao? Trời ơi, thôi nói anh yêu em cho nó lẹ. Vậy đi. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh ơi. Gì? Ấy, anh nói giùm tôi. Bây giờ nói không? Khó nói quá. Nói lại lên. Anh Phong ơi, anh yêu em. Anh yêu em mà đứng gãi khí thế luôn. Vậy mà dám nói nữa. Nè, nhận đó. Cái gì thế? Nhìn kỹ đi con, cái đó là cái gì? À, biết rồi. Cái gì? Cà gá. Gì? Cà gá. Trời đất ơi, 60 năm rồi mới nghe là được cái từ này á trời. Cà gá. Nhẫn hột xoàn đó. Cả đời mới thấy hột xoàn. Ồ, cái gì thế? Hiểu. Anh. Dạ. Đêm tân hôn kiếm cái gì bịch cái miệng không? Gì vậy anh? Còn không ổng la cho cả cái xóm này nghe luôn. La gì? Ồ, cái gì đấy? Anh ơi. Ừ. Cái này thiệt hay giả? Xúc phạm nha, tự ái nha. Dân Sài Gòn nha. Anh nghĩ làm sao tôi cho anh đồ thiệt? Trời. Giàu chứ đâu có khùng. Quỳ xuống cầu hôn. Trời ơi, trời, trời, trời ơi, trời ơi. Quanh tay làm gì? Nhìn là biết kèo dưới chắc luôn. Quỳ mà cũng lúa nữa. Nói lẹ lên. Kim Phụng ơi, từ bấy lâu nay anh làm khổ cho em nhiều rồi. Ừ. Bây giờ anh biết lỗi rồi, anh không làm khổ em nữa. Ừ. Đồng ý làm chồng anh nha em. Nói lại. Làm vợ anh nha em. Nói đi em. Dạ. Lấy ổng về ổng lau nhà sạch lắm á. Trên đời chưa thấy người nào mà lúa như người này. Lúa đến độ mà không lòi ra được nửa hột gạo. Mình là... Trời đất ơi, ông rảnh giờ nào ông gãi giờ đó rồi ông. Yêu là phải nói, hiểu không? Đừng đi! Đừng đeo ngón tay cái, đeo ngón khác mới vừa. Trời ơi, tại sao chỉ có ba chữ anh yêu em mà không dám nói là sao? Chỉ cho người ta thì chỉ được, mà bản thân mình thì lại không chứ biết. Trời ơi, ổng phơi, ổng ngủ luôn rồi, ổng nội ơi. Ôm cũng xấu nữa. Nằm mơ thấy gì cũng tiệm cười hoài vậy trời. Chắc thấy, ồ, cái gì đấy.